Du lịch lười đang là trend hả các bác? Thực ra thì cũng tốt cho những băng nào thích đi nghỉ dưỡng, nhưng em lại thấy là đi tới những nơi mà có thiên nhiên hùng vĩ, được khám phá văn hóa bản địa thì mới là thú vị các bác ạ. Bác nào cũng giống em thì có thể tham khảo tour du lịch Lai Châu 2 ngày 1 đêm này nha. Ngày đầu tiên thì các bác khởi hành đi Lai Châu theo đường cao tốc Hà Nội Lào Cai Sapa từ khoảng 5 rưỡi sáng. Trên đường đi thì các bác có thể dùng chân ăn sáng trước vì thời gian di chuyển sẽ khá nhiều đó nha. Các bác sẽ vượt qua đèo Ốc Quý Hồ, leo dài và đẹp nhất Việt Nam trước khi dùng bữa trưa tại thị trấn Tam Đường. Chưa đến là mình đi check in ngay cho em tại tượng đài Bác Hồ và quảng trường thành phố Lai Châu trước khi di chuyển lên bản Xin Suối Hồ nhận phòng và đi tham quan bản. Bản ở độ cao 1.500m so với mực nước biển nên khí hậu cứ phải gọi là siêu trong lành và mát mẻ nha. Nơi đây cảm giác như là được ở một cái resort khổng lồ, sạch đẹp, độc đáo. Wow. Nên là các bạn cũng yên tâm chụp được vô số ảnh đẹp nha. Tôi đến thì mình sẽ dùng bữa và nghỉ đêm luôn tại bản Xịn Suối Hồ nha các bác. Ngày thứ hai là qua chịu khó dậy sớm một chút để mình tiếp tục tham quan chụp ảnh săn mây ngay tại bản. Đến khoảng 8 rưỡi là mình khởi hành về thành phố Lai Châu tham quan mua sắm chợ phiên Sang Thàng. Buổi trưa thì các bác sẽ dùng bữa tại huyện Tam Đường trước khi khởi hành đi tham quan chụp ảnh quần thể cọn nước lớn nhất Việt Nam tại xã Bản Bó thuộc huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đó nha. Đến đây thì các bác nhớ là phải đảm bảo an toàn cho bản thân vì cọn nước nằm trên suối khá là nguy hiểm đấy nha. Chưa đến thì mình lên xe về Hà Nội thôi, chỉ mất từ khoảng 1.8 đến 1.9 cho một tour nhanh gọn như thế này thôi các bác ạ. Bác nào cũng thích gần gũi với thiên nhiên thì có thể tham khảo nhé.